ngày 7 tháng 11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang cho biết, chiếc xà lan vận chuyển 7.800 tấn than mang quốc tịch Indonesia bị đứt dây cáp nối với đầu kéo trôi dạt làm sập hai hàng đáy và hư hại trụ điện gió trên vùng biển tỉnh Tiền Giang. Trước đó, khoảng 23 giờ đêm ngày 3 tháng 11, xà lan Olympic Sembakung được kéo bởi tàu kéo TBMTS Success mang quốc tịch Indonesia, cùng với 10 thuyền viên đang vận chuyển 7.800 tấn than từ cảng Palembang, Indonesia đến cảng Vũng Tàu, Việt Nam, thì bị đứt dây cáp trôi dạt trên biển. Sau đó đâm vào hàng đáy của ông Huỳnh Văn Trường ở xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 350 triệu đồng. Đến khoảng 0 giờ 45 phút ngày 4 tháng 11, chiếc xà lan tiếp tục trôi dạt và đâm vào trụ điện gió số 12 thuộc dự án điện gió Tân Phú Đông 2, cách bờ biển xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông khoảng 6 hải lý, làm hư hại 5 cọc trụ bảo vệ trụ điện gió số 12. Dây leo của xà lan vướng vào tuyến cáp ngầm nối trụ điện gió số 12 với trụ điện gió số 11 làm mất điện nên phải tạm ngừng hoạt động. Khoảng 11 giờ ngày 5 tháng 11, chiếc xà lan này tiếp tục trôi dạt và đâm vào hàng đáy của ông Huỳnh Kim Dũng, trú tại ấp Đèn Đỏ, xã Tân Thành, gây thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với cảng vụ hàng hải Mỹ Tho tổ chức phương tiện lai dắt đưa xà lan trên về vị trí neo đậu đảm bảo an toàn, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với đại lý hàng hải của tàu kéo TBNJS Success và xà lan Olympic Sembakung thỏa thuận với chủ sở hữu hai hàng đáy và đại diện công ty cổ phần lắp điện 1 của dự án điện gió Tân Phú Đông 2 khắc phục và đền bù thiệt hại.